Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Phải chăng chụp quang tuyến vú giúp cứu được mạng người? Đó là câu hỏi được đặt ra sau khi một cuộc khảo cứu quan trọng mới thực hiện, một trong những cuộc khảo cứu lớn nhất từ trước tới nay, công bố các kết quả. Sau đó, các bác sĩ và những người khác đã đóng góp ý kiến. Thông tin viên VOA Carol Pearson ghi nhận chi tiết qua video tường thuật sau đây. Chụp nhũ ảnh hay chụp quang tuyến vú được coi là vũ khí mạnh nhất trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư vú. Nhưng kết quả từ một trong những nghiên cứu lớn nhất từng được thực hiện nêu nghi vấn về giá trị của nhũ ảnh. Nghiên cứu thực hiện với 90.000 phụ nữ và kéo dài 1/4 thế kỷ. Những người phụ nữ được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu được chụp nhũ ảnh thường xuyên. Nhóm thứ hai chỉ được sơ khám. Sau 25 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện số phụ nữ chết vì ung thư vú ở cả hai nhóm là ngang nhau. Bác sĩ phẫu thuật vú Nika Golesoki nói, chụp nhũ ảnh là công cụ kém hoàn hảo, đặc biệt đối với phụ nữ có mô vú dày. Tìm khối u trên nhũ ảnh trong mô vú dày, giống như tìm một con gấu Bắc Cực giữa trận bão tuyết, rất khó nhìn thấy. Nghiên cứu cũng cho thấy nhũ ảnh dẫn tới phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị không cần thiết, vì những khối u tìm thấy không phải lúc nào cũng đe dọa tới tính mạng. Bác sĩ Cornelia Baines, tác giả nghiên cứu, nói thông điệp của cuộc nghiên cứu rất rõ ràng. Chụp nhũ ảnh không giúp được phụ nữ, mà là điều trị tốt hơn và có thể là nhận thức nhiều hơn. Vậy phải làm sao? Chụp nhũ ảnh thường xuyên giúp phát hiện được một hình thức ung thư vú ác tính của bà Beth Sherman, 54 tuổi. Tôi chắc 100% chụp nhũ ảnh đã cứu mạng tôi. Những phụ nữ khác, như bà Julie Palacio, chụp nhũ ảnh thường xuyên nhưng không phát hiện được ba khối u ung thư khá lớn. Thậm chí một tháng trước khi khối u được phát hiện, tôi đi chụp nhũ ảnh và họ nói với tôi, về đi, không sao cả. Một chuyên gia ung thư vú phát hiện những khối u mà nhũ ảnh không hiện thấy. Sau khi trải qua hóa trị và phẫu thuật, bà Palacio đã hết ung thư. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu của Canada. Đây là nghiên cứu lớn duy nhất không cho thấy chụp nhũ ảnh cứu sống mạng người. Theo bác sĩ Richard Wender từ Hiệp hội ung bướu Mỹ, ông nói chuyện với VOA qua Skype. Khi đem các cuộc thử nghiệm ra so với nhau, thì có một sự thống nhất ý kiến rằng cách tốt nhất để tránh tử vong sớm là chụp nhũ ảnh thường xuyên đối với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên. Câu hỏi làm thế nào phụ nữ bị ung thư vú có thể phát hiện sớm để cứu được mạng sống vẫn chưa có lời giải đáp. Hiệp hội ung bướu Mỹ khuyến cáo chụp nhũ ảnh hàng năm bắt đầu từ 40 tuổi. Hiệp hội có thể khuyến nghị phụ nữ có mô vú dày cũng nên chụp MRI, khi hiệp hội điều chỉnh lại chỉ dẫn của mình vào cuối năm nay.